Anh em nhá, hôm nay mình đi câu ở hồ Khai Trương. Rất nhiều lần đi hồ Khai Trương toàn móm. Hôm nay bốc con số rất là đẹp. Mưa vậy nhất thật. Có khả năng hôm nay móm tiếp. Hôm nay xác định và ra đây thì có khả năng đánh chấm trắng này. Vì là đầu bờ bên này không thấy tăm như mé bên 01. Đổ bờ bên kia và đổ bờ bên này tăm rất là nhiều. Tăm chép rất là nhiều. Con thở con gỡ. Mấy cân ngô, mấy cân ngô đâu có tay này, không được con nào này. Con thở con gỡ. Hôm nay tôi đầu đánh xuyên đêm luôn này. Chả biết à. Con thở con gỡ. Rồi, mày chạy đi đâu? Ai sốc sốc chấm trắng, sốc chấm trắng, sốc 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 sốc. Đóng sốc, đóng sốc, đóng sốc. Đi lửng, đi lửng. Anh em ạ. Lửng, 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 lửng. Ôi xa. Không hớt em phát nữa. Đi lửng anh em ạ. Ủa. Sốc à? Sốc. Sốc phải chết. Lưỡi này thì cắm ngâm ngắm luôn. Ui, đóng mà vầy kia ơi, thoát cái giáo được. Hớt em phát. Lên rồi. Báo không móm rồi, sốc vẫn là cá. Sốc vẫn là cá. Rồi rồi. Nó ngang nên khó. Rồi đấy. Ôi quả này ra kiểu gì. Vào đâu. Vào vào. Đó. Đó. À. Ok. Thơm. Thơm phết nhóc. Sốc vẫn là cá anh em ạ. To luôn. Đi mẹ con này. Trên 4 cân. Mất bao nhiêu ngô mà không bắt được con nào, phí. Qua hai con này được. Bé đâu, con này phải 4 rưỡi. Phải rút sớm đúng không chú? Dạ. Cả rét này không được mày. Rồi đi hồ khác bắt ít cá mới nó thả xuống nó cuối. À. Còn hơn đánh ở đây à? Tỷ lệ móm này cá rẽ này không lên. Chấm trắng thì 3 hôm nay chưa ăn thua. Anh em ạ. Dậy vào bên này không ăn, về hết à. May quá đóng được con. Bên này cũng về hết còn 1 cân, 2 con 2 cân. Bốn trăm thu về được 200. Ôi ôi trời, ngoài chụp ngoài kia, chụp ngoài kia còn có cái giải to nhất này không?